Chúng ta tiếp tục nhá. Ở vừa nãy có cái câu hỏi là xác định biến cố A và B, rồi A cộng B, rồi A nhân B, mình lại chưa giải. Mình sử dụng biểu đồ kênh hoặc là liệt kê, nhưng mà nói chung sử dụng biểu đồ kênh như thế này là chúng ta phân tích được là có những cái cặp nào, rồi từ đó xét thì biến cố A cộng với B thì là biến cố ta đầu tiên là ta ghép nó vào với nhau, từ với nhau đã, là ngày được chọn là thứ hai hoặc ngày được chọn trong tháng 2, đúng không? Nối với nhau bằng từ hoặc cho nó dễ, nhưng mà thì nó chỉ thế thôi. Thì biến cố A nhân B thì là ngày được chọn là thứ hai và ngày được chọn trong tháng 2. Đây là ghép một cách, người ta gọi là ghép một cách cơ học từ và. Thế thì là thế nào? Thế thì đây chính là cái biến cố ngày được chọn là thứ hai của tháng 2. Thứ hai của tháng 2 thì chả là nó thỏa mãn cả hai yêu cầu, đúng không nào? Đấy, cho nên là ở đâu đó thì chúng ta đọc như thế này. Đây là ghép một cách cơ học dùng từ và nối hai biến cố với nhau. À, cách thứ hai là ngày được chọn là thứ hai của tháng 2. Các cặp biến cố thì chúng ta so sánh là A và B là biến cố không xung khắc, không bù nhau. A và C thì là xung khắc nhưng không bù nhau. A và D thì là xung khắc và cũng là bù nhau. B và C, C và D, tức B và D và C và D tương tự. Nhưng mà biến cố C thì nó kéo theo biến cố D. Biến cố C là biến kéo theo luôn. Ngày được chọn là ngày thứ hai, à là ngày thứ ba, thì rõ ràng là nó thỏa mãn một phần điều kiện của ngày được chọn, không phải là thứ hai. Nó là thứ ba thì làm sao nó là thứ hai được? Nhưng mà không phải là thứ hai thì chưa chắc là thứ ba. Cho nên là biến cố C nó kéo theo biến cố D, chứ biến cố D chưa chắc là kéo theo biến cố C. Và nhận xét chúng ta vừa nêu rồi, tức là nếu như một cặp biến cố mà đối nhau thì chúng sẽ xung khắc. Mệnh đề phản đảo của nó là không xung khắc thì nó sẽ không đối nhau. Xác suất của một biến cố thì đã nói ở trên. Thì cách tính xác suất thì cách tính đầu tiên là cách tính theo cổ điển mà chúng ta đã học rất là kỹ ở trong chương trình lớp 11. Chương trình lớp 11. Cách tính thứ nhất là tính xác suất theo nghĩa cổ điển. Theo nghĩa cổ điển thì PA, các em về tra tên xác suất là tên tiếng Anh của nó bắt đầu bằng chữ P, đúng rồi, cho nên là nó ký hiệu là PA là như thế. Thì trong môn logic suy luận cũng có một tập ký hiệu là PA, đó là tập lũy thừa của tập hợp, là power upset, tập hợp lũy thừa tập hợp, thì nó ghi giống như là trị tuyệt đối nhưng không phải đâu, đấy là bản số tập hợp. Nhưng nói như thế thì nó sẽ khó hình dung, mà chúng ta sẽ ghi là NA. N là viết tắt của chữ number upset, số phần tử của tập hợp, thế cho nó dễ hình dung. NA là số khả năng, số khả năng thuận lợi chia cho số khả năng có thể. NA chia cho N omega, công thức này mình học từ lớp 11, và nó chỉ áp dụng khi các kết quả là đồng khả năng, có khả năng xảy ra giống như nhau. Định nghĩa thứ hai là theo định nghĩa về thống kê thực nghiệm, trong N thử thấy có K lần lẽ xảy ra thì là PA bằng K trên N. Chỗ này hay áp dụng trong cái trường hợp là xác suất chữa khỏi bệnh của bác sĩ. 10 người đến 9 người khỏi, gọi là xác suất 90 người, à 90%, tức là 0,9. Nhưng biết quái đâu, đến đúng mình thì lại không khỏi. Thế cho nên nó mới nói cái câu là có bệnh thì nó vái tứ phương như thế. Có khi người ta chữa khỏi, những người khác đến lượt mình cũng khỏi, không hợp thầy hợp thuốc đi tìm thầy khác. Đấy là cái thứ hai là về định nghĩa theo thống kê theo thực nghiệm. Ở trên các bạn nam còn lên trên mạng lâu mãi không có người yêu, còn lên trên mạng tìm bí kíp tán gái, bảo là bí kíp để đảm bảo đổ 100%. Có thể cái người mà người ta viết ra quyển sách đấy là quả nhiên là đi tán cô nào đổ cô đấy thật, nhưng đến lượt mình thì không đổ, đến lượt mình đi tán lại không đổ. Quan trọng là người ta có thích mình hay không, nhưng không thích thì tán mãi cũng khó. Trồng cây si ở đấy cũng không được, không ai đủ kiên trì để trồng cây si ở trước một nhà một cô gái nào đó mãi mà cô không có một phản ứng, không có bật một tín hiệu gì cả.
Cái về định nghĩa thống kê về thực nghiệm ấy, thì nó chỉ đủ tốt trong trường hợp là NK đủ lớn, nó bé quá, N đủ lớn. Xác suất theo chủ quan là dựa trên sự kết hợp kinh nghiệm cá nhân trong quá khứ, quan điểm cá nhân và phân tích tình huống riêng biệt. Ví dụ như sau, tung một con xúc xắc cân đối đồng chất thì xác suất xuất hiện một mặt chấm là một, tại sao lại là 1/6? Tại vì là cái con xúc xắc có 6 mặt, có xúc xắc có 4 mặt. Ở các trung tâm gọi là casino ở Hồng Kông ấy, con xúc xắc có 4 mặt thôi, nó là tứ diện đều. Nhưng mà đây ta nói đang nói xúc xắc chúng ta hay gặp, trò chơi ngày bé hay chơi nó là trò chơi cá ngựa đấy, con xúc xắc đấy. Mình chơi với em mình xong toàn lừa 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 kẹp vào tay xong đập nấm vịt phát xuống dưới, ai đã từng như thế. Thực ra là kẹp luôn tay vào đây, nó biết nhưng nó không làm gì được, nó cứ dãy nó khóc cười cười. Chắc ngày xưa em có thế đúng không, chưa bao giờ này. Chơi chẳng may kiểu em nó lại nó giỏi hơn cả, xong mình bắt đầu bịp kẹp tay giả vờ xong 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 nghe cứ như rồi, thực ra là kẹp chặt tay đặt bịch mặt sáu đấy nha, sáu như được xuất hậu đúng không, xuất ngựa đấy, đại ý là như thế. Thế một ví dụ tiếp là tung một con xúc xắc nhưng mà có một mặt mạ chì, thì chúng ta biết được là khi mà con xúc xắc mà nó có một mặt mạ chì thì về mặt nguyên tắc khi nó gieo lên như này thì cái mặt nặng hơn bao giờ nó cũng rơi xuống trước. Nếu mà là sân cỏ thì thường nó cứ dữ dội xuống thẳng luôn, thế còn nếu mà sân bê tông thì nó có thể nảy lên không biết đâu mà lật đấy, thì cái xác suất mà nó xuất hiện một mặt chấm nó sẽ khác nhau, nó sẽ khác, nó không giống như cũ nữa đúng không. Cho nên là trong những bài này người ta đều nói là tung con xúc xắc cân đối đồng chất là để giải thích cho cái chuyện nó vặn vẹo. Chuyện một sinh viên lập luận như sau, chọn một người ngẫu nhiên ở Việt Nam và hỏi về thành phần của người dân tộc đó. Vì nước ta tất cả 54 dân tộc nên xác suất người chọn dân tộc Việt là 1/54. Lập luận tính xác suất như vậy đúng hay sai? Vì sao? Cái người dân tộc Kinh đông đông Kinh được đông thì xác suất nó phải tăng lên gì? Đúng không? Làm sao mà là 1/54, có khi lại cái lập luận như này là không chính xác vì lý do nói rồi. Ở mình như là dân tộc Kinh nó rất là nhiều, cho nên xác suất nó không phải là 1/54, cao hơn. Trang, cô em có bị gì không đấy? Covid gì bị không? Hóa đấy. Thôi, thế thôi rồi, sao hoa nhiều thế? Chứ không phải là hôm nọ về gặp thầy cô xong là nói nhiều bị ho à. Hôm nọ 20 tháng 11 ở trường chỗ thầy cũ hội trường 60 năm, gặp lại nhiều thầy cô giáo cũ, bao nhiêu năm thầy cô giáo ra trường mới gặp, mình ra trường mới gặp thầy, vừa là học sinh cũ mà lại là vừa giáo là giáo viên cũ ở cái trường đấy, lại là cả phụ huynh nữa chứ. Đi nữa đi. Một ví dụ tiếp là hỏi ngẫu nhiên 1.000 sinh viên ở Việt Nam thấy có 600 người có mua giao hàng hàng giao bán trên Facebook. Bạn cho rằng xác suất để một sinh viên Việt Nam mua hàng giao bán trên Facebook là 600 trên 1.000 và 0,6. Cách tính trên dựa vào định nghĩa nào của xác suất? Dựa vào định nghĩa nào? Định nghĩa thống kê đúng không? Năm 2018 có 365 ngày, trong đó có 53 ngày thứ hai, 53 ngày thứ ba, ba chấm. Một cặp vợ chồng dự định sinh một con năm 2018
gọi F là biến cố bé sinh vào tháng 2, M là biến cố bé sinh vào thứ 2. Tính cái xác suất để biến cố F xảy ra, tức là bé đứa bé nó sinh ra vào tháng 2, xác suất để đứa bé sinh vào thứ 2, và tính xác suất để đứa bé đấy nó sinh vào thứ 2 tháng 2. Đấy, tức là mình biết cách đọc biến cố, sau này biết cách phân tích biến cố, biết cách đọc biết tên biến cố như nào để mà tính. Bài này là ví dụ này, nó dở cái là nó cho sẵn ngay từ đầu, đi thi người ta ai người ta nói có đấy, người ta bảo là tính xác suất để đứa bé sinh vào tháng 2. À, không ai người ta viết sẵn cái P gì để mà ta làm. Thế thì để tính được P của F thì chúng ta phải theo công thức. PF nó bằng cái gì? Theo công thức thì chúng ta có được là P của F, tức là gì, là xác suất để đứa bé sinh ra vào tháng 2 là bằng bao nhiêu. Thế thì theo công thức nó bằng N F chia cho N Omega 1 năm. 1 năm có bao nhiêu ngày? 365 ngày. Đấy là số khả năng có thể sinh đứa bé sẽ sinh ra một trong 365 ngày trong năm này 2018. Nhưng mà tháng 2 thì chúng ta có, tháng 2 nó bao nhiêu ngày nhỉ? Ta lại có 20 ngày. Ta lại 28 ngày. Thì nó không cho ai nào biết được. Chia hết cho 4 thì nó là nó nhận 2018 không chia cho 4, cho nên là tháng 2 nó chỉ có 28 ngày thôi. Đây là nó cho sẵn để cho những người không biết, chứ đúng là nó giấu đi. 2018 chia cho 4 nó không chia hết thì có nghĩa là nó không phải là nông nhận tháng 2, tức là tháng 2 chỉ có 28 ngày thôi. Tháng 2 có 28 ngày. Đấy. Nên là sinh vào một trong 28 ngày thì nó là 28 khả năng. Như vậy này là ra. Tiếp tục. PM, M là cái gì đây? Sinh vào thứ 2. Thứ 2 thì là P M bằng N M trên omega. N omega vẫn như cũ, vẫn là 365. N m là cái quánh thứ hai là như vậy, có 53 ngày. Đấy, 53 trên 365 rất dễ hiểu. Thế còn cái chỗ này. Đấy. Cái đấy có nghĩa là cái đề. Cái đấy là cái quái gì nhỉ? Là cả F và M. F thì là sinh vào tháng 2, M này sinh vào thứ 2, thì mình phải xem là cái tháng 2 đấy có mấy cái thứ 2. Hả? 4 hay 5? Sao biết? Xem chưa? Xem đâu chỗ nào? Xem trên lịch thì xem vào máy tính này. Bật lùi lại. Ôi chết. Ở đây nó không lùi lại được nhanh này. Lùi cái này chết tôi. Dùng cái này tính nhanh. Lên. Đây rồi.
muốn gì nhỉ? 2018 đúng không? 18 tháng bao nhiêu? Tháng 2 2018 thứ hai đây. 1 2 3 4, 4 ngày. Cái này còn suy lại ngày sinh âm với ngày dương của mình được. Rất hay. Hóa ra là như vậy là NMF thì là nó bằng 4 đúng chưa nào? Chia cho 365. Như vậy cái chỗ này chúng ta đã tính xong. P của MF thì bằng NMF chia cho N omega bằng 4 trên 365. Chốc nữa nó bảo tính P của M cộng với F thì chúng ta sẽ dùng công thức nó ra. Bây giờ phải nhớ là cái chỗ này đã. Được chưa? Rồi. Đấy, một câu hỏi đặt ra liệu có tính được P của M cộng F. Ngày xưa khi chúng ta còn bé, tức là hồi chúng ta học năm nhất, chúng ta có số phần tử của A hợp B bằng gì, đố biết? Đây, A đây, B đây, số phần tử của A này, số phần tử của B này trừ đi số phần tử của A giao B này, đúng không? À, đúng rồi, bây giờ chia cho số phần tử của omega. Liên tưởng tất nhiên là chứng minh nó gần gần giống, nhưng nó không hẳn là giống như thế. Thằng này là gì? Thằng này chính là P của A cộng B. Này là gì? PA. Thằng này là gì? PB. Trừ đi PAB. Hóa ra là như vậy. Công thức này là gọi công thức cộng xác suất trong trường hợp tổng quát cho A và B là hai biến cố của cùng một phép thử, khi đó P của A cộng B bằng PA cộng PB trừ PA nhân B. Công thức cộng xác suất tổng quát. Với cái công thức như trên thì câu trả lời câu hỏi ở đây chúng ta sẽ làm trong vòng một nốt nhạc. Đúng chưa? Với công thức thầy giáo vừa giới thiệu trên bài thì chúng ta tính một cách dễ dàng. P của M cộng F sẽ bằng PM cộng PF trừ đi PMF. Tức là 28 phần 365 trừ cộng với 53 phần 365 trừ đi 4 phần 365 sẽ ra kết quả. Để xử lý bài này thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là lập bảng tần số chéo như sau. Thứ hai, tháng 2 tháng 2 thì có 4 ngày là thứ hai. Như vậy sẽ có 24 ngày là không phải là thứ hai. Có 4 ngày thứ hai là của vào tháng 2, vậy thì không phải của tháng 2 sẽ có là 49 ngày. Tương tự như vậy hoàn thiện. Đếm số phần tử của M cộng F.
Đấy, tính theo cái này thì chúng ta sẽ suy ra được cái kết luận được là xác suất của nó là 24 cộng với 8 là 28 cộng 4 này là bao nhiêu? 4, à, 28 cộng với lại 49 là đi 77. 77. Như vậy nó sẽ là 77 chia 365. Đấy là cái tính nhất. Cái tính thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái công thức ở dưới này, chúng ta tính ra nó cũng ra được kết quả 28 cộng 53 trừ đi 1 trừ đi 4, 28 cộng 77 đúng rồi, 77 chia cho 365 đấy là đáp số chuẩn. Cách đếm số phần tử của m cộng f, công thức cộng xác suất thì thầy giáo vừa nêu ở trên, cho a và b là hai biến cố của cùng một phép thử thì đó xác suất của tổng a cộng b thì bằng pa cộng pb trừ pab, đặc biệt khi a và b xung khắc với nhau thì là ab sẽ là biến cố không thể, thì cái cuối cùng nó bằng không rồi, cho nên chúng ta mới có được công thức xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Công thức xác suất phần bù cho a và b là một biến a là một biến cố thì ta biết được rằng là a hợp với a ngang là bằng omega, cho nên p của omega bằng pa cộng với a ngang, vì omega là biến cố chắc chắn cho nên pa omega bằng 1, và a và a ngang là biến cố xung khắc với nhau cho nên là pa cộng a ngang sẽ bằng pa cộng pa ngang, chuyển vế sang ta sẽ được là pa bằng 1 trừ pa ngang. Đấy là quy tắc chuyển về biến cố đối. Cái quy tắc này áp dụng vào cái bài toán để sinh nhật. Bài toán hỏi đây là tính xác suất để biến cố để cái đứa bé sinh ra không phải là thứ hai hoặc là sinh ra vào tháng 2. Thế do cả năm 2018 có 365 ngày, 53 ngày thứ hai, tháng 2 tròn 4 tuần, cho nên chúng ta sẽ có được cái này là tương tự như trên thôi. Lại lập bảng tần số chéo. Thì là đếm số phần tử của m ngang cộng với f. M ngang cộng f là biến cố có ít nhất một trong hai biến xảy ra là sinh nhật không phải ngày thứ hai hoặc là sinh nhật vào tháng 2. Đấy, từ đó chúng ta phân tích ra là số phần tử của m ngang cộng với f là bằng 288 cộng với 4 cộng với 4 cộng với 24 bằng 316. Như vậy xác suất để đứa bé nó sinh ra chấm 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 như đề bài hỏi là 316 chia cho 365. Bài toán giải quyết xong.
Như vậy ra được kết quả là 316 chia cho 365. Cách thứ hai là chúng ta áp dụng công thức xác suất tổng quát P của M ngang cộng F bằng PM ngang cộng PF ngang F trừ đi PM ngang F. Thì con đầu tiên là 312 trên 365, con thứ hai là 28 trên 365, con thứ ba là 24 trên 365. Mình phân tích nó ra thì nó ra được hai cách như thế, cần phải phân biệt. Cái gì biết em cộng sai hay thầy cộng sai? Hình như con số nó khác nhau lâu lắm để ý. Cái bài này là một bài coi như chúng ta phải tự đếm, tự xây dựng công thức. Tuy nhiên là tự đếm. Bây giờ có bài nó có thể cho thế này. Tỷ lệ sinh viên TLU đi học muộn là 70%, bài toán giả định nhé. Tỷ lệ sinh viên TLU sử dụng điện thoại trong giờ học, chúng ai người đấy đừng có đau lòng nhé, sử dụng điện thoại trong giờ học là 60%. Ta lấy số nhỏ như thường, bây giờ phải đến gần như 100%. Sử dụng ví dụ như là để chụp, để coi như là chụp bài giảng, không có đề gì không gì cả. Nhưng mà nếu mà thầy giáo không để ý thì ta lại lừa lừa, ta lại giả ra xem tin nhắn đó đấy. Tỷ lệ sinh viên TLU đi học muộn là 70%, tỷ lệ sinh viên TLU sử dụng điện thoại trong giờ học là 90%, à quên 60%. Vừa sử dụng điện thoại vừa đi học muộn, vừa đi học muộn, vừa sử dụng điện thoại là 40%, chọn ngẫu nhiên. Tức là làm bài tập mình phải làm hai loại này, trong trong lý thuyết để làm có một loại, đến lúc đi thi lại gặp một loại khác. Đức chọn ngẫu nhiên một người thôi nhé, một sinh viên TLU, tính xác suất để sinh viên đó tính xác suất để sinh viên đó đi học muộn hoặc sử dụng điện thoại trong giờ học điện thoại trong giờ học nào, xin mời. Là đây, tìm tài liệu có sáng mai không thấy. Cái tài liệu này về mặt cơ bản mà nói là viết nó rất sơ sài, không tự học được đâu, thế là thiếu giáo viên cái là hỏng ngay. Cái này dùng thì slide để chúng ta ghi chép, chứ còn nếu đòi để tự học là không học được. Đấy, giải đi. Một số người cứ thích chột dạ, mình hay đi học muộn, mình cũng phải đối tượng là sử dụng điện thoại trong giờ học. Làm đi.
Em làm đi, để áo chờ. Bảy mươi, sáu mươi, bốn mươi. Ông xe ra bao nhiêu?
Ra chưa? Bao nhiêu? Cho biết. Tính thế nào? À, khi trình bày bài kiểm tra hoặc là tự luận, chúng ta phải trình bày nó đầy đủ, có đầu có đuôi. Gọi A, B lần lượt là biến cố sinh viên được chọn ra đi học muộn, phải sinh viên được chọn sử dụng điện thoại trong giờ học. Cái câu đầu tiên đề bài bảo là tỷ lệ sinh viên TLU sử dụng điện thoại trong giờ học là 70%, thì câu đấy cho chúng ta là PA bằng 0,7. Tương tự như vậy, câu thứ hai, sinh viên TLU sử dụng điện thoại trong giờ học là 60%, như vậy là PB sẽ bằng 0,6. Và câu thứ ba là 40% sinh viên vừa sử dụng điện thoại vừa trong giờ học mà vừa đi muộn, cho nên là có PAB bằng 0,4. Áp dụng công thức tính xác suất tổng quát thì ta có xác suất để sinh viên đó đi học muộn hoặc quên mất đánh máy thiếu đi học muộn hoặc sử dụng điện thoại trong giờ học. Đánh máy thiếu mấy chữ để chờ tí nữa cho bổ sung. Sợ giáo viết tay xấu quá các em không chép được lúc làm bài kiểm tra nó tốt. Giảng viên ở trên đại học có khác giảng viên ở phổ thông. Cô chưa dịch nhầm. Giảng viên ở đại học nó khác với giảng viên ở phổ thông ấy, trình bày kỹ càng sau chấm chấm chấm, còn giảng viên đại học có khi người ta chỉ nói rất ngắn gọn thôi, thế còn đâu là mình về mình phải bổ sung lời trình bày vào, chứ không có trình bày như thế thì có bấn. Hồi xưa mình học trên sư phạm thỉnh thoảng có môn mình cũng bị như thế, xong mình rút kinh nghiệm, giáo viên trình bày này mình phải bổ sung thêm, giải thích kỹ thêm, kiểu gì được điểm cao, thậm chí điểm tối đa. Thế còn nếu như giáo viên viết cái gì mình viết đúng như thế thì mình chỉ có được là một nửa số điểm thôi. Thế mới đều chứ. Ủa, chết rồi, lỗi rồi. Đây, để bài đây, viết lại tay cho đánh máy lại cho nó đẹp, được chưa? Thế thì bắt đầu mình áp dụng này. Áp dụng công thức xác suất tổng quát ra có xác suất để sinh viên đó đi học muộn hoặc sử dụng điện thoại trong giờ học hoặc chính là họp mà trong ngày chúng ta viết là B của A cộng B. Theo công thức của chúng ta là PA cộng B bằng PA cộng BB trừ PAB. 0,7 trừ cộng với 0,6 trừ 0,4 là bằng 0,9, đúng không? Em trả lời cho thầy giáo câu hỏi. Tỷ lệ sinh viên TLU đi học muộn hoặc là sử dụng điện thoại trong giờ học là bao nhiêu? Trăm. Lệ mà. Thì tỷ lệ thì làm giống như trên nhưng mà chúng ta trả lời là 90%, tỷ lệ là 90%. Để ý câu hỏi trả lời. Đây là xác suất thì ta phải viết dưới dạng. Đúng là cái con số nó chạy lớn hơn không, nhỏ hơn 1, lớn bằng không, nhỏ bằng 1. Tỷ lệ ta phải nói tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Với công thức tính vẫn giống như ở trên nhưng mà đề bài hỏi tỷ lệ thì chúng ta sẽ tính là suy ra là tỷ lệ sinh viên TLU sử dụng điện thoại trong giờ học hoặc đi học muộn là 90%. Được chưa?
Hỏi tiếp đây, ông chí kia ngồi bàn đầu ấy. Ui giời ơi, đang bấm thư nhắn cho người yêu. Chết già. Nào, chối à? Tiếp này. Câu hỏi này. Tính xác suất để sinh viên đó sử dụng điện thoại trong giờ học mà không hề đi học muộn. Mình đều, tức là từ một cái đề bài như thế người ta có thể biến chế biến ra thành những câu hỏi khác nhau. Sinh viên đó chỉ đi học muộn mà không sử dụng điện thoại trong giờ học. Bắt đầu thấy khó khó đúng không? Đấy, nó suy nghĩ nó bị mệt. Dạ, giải quyết đây. Chỉ đi học muộn mà không sử dụng điện thoại trong giờ học. Không tính nhở? Bạn đầu bàn thứ ba thứ tư này tính chưa? Ta không nhớ câu hỏi. Làm thế nào? Công thức đâu ra mà giỏi thế? Ở đâu ra? Nhưng mà đâu ra? Công thức đâu ra? À, em nghĩ chúng ta biết được là nếu như chúng ta gọi A là cái biến cố mà sử dụng điện thoại và B là biến cố đi học muộn. Ok, cẩn thận nó lộn ngược lại để bài mình hỏi cái gì trước. A là đi học muộn, B là sử dụng điện thoại. A là đi học muộn, B là sử dụng điện thoại. Muộn, sử dụng điện thoại. Đây bài báo cái gì nhỉ? Đi học muộn nhưng không sử dụng điện thoại à, thì chính là P của đi học muộn nhưng không sử dụng điện thoại. Nhưng mà cái này hồi xưa mình học từ bé, hồi từ hồi môn logic suy luận đố biết A trừ B bằng cái gì. A giao B ngang, đúng rồi, giỏi lắm. Thực chất con này là chính là bằng P của A giao B ngang. Học trong môn logic suy luận nhé, giả ra xem lại đây. Thế con này thì bằng cái gì? Con này thì ta sẽ làm như sau này. A thì nó sẽ bằng A giao omega. A giao với B ngang cộng với B. Tức là sẽ bằng AB ngang cộng AB. Hai biến cố bằng nhau, xác suất của chúng sẽ bằng nhau. Như vậy là P của A sẽ bằng P của AB ngang cộng với P của AB. Hai thằng này nó xung khắc, nó không xảy ra cùng một lúc đâu. B và B ngang nó xung khắc với nhau thì con của nó sẽ xung khắc. Như vậy chúng ta sẽ chuyển vế sang thì là P của AB ngang sẽ bằng PA trừ đi P của AB. Ô, cái cô kia làm bừa mà, đúng rồi. Đúng rồi đấy. Nó là chính là PA trừ đi P của A giao B. A là PA bằng bao nhiêu nhỉ? 0,7 à? PAB là 0,4. Ngon lành. Đấy, chứng minh công thức luôn đấy. Mình phân tích có gì đâu.
đi học muộn nhưng không sử dụng điện thoại trong giờ học thì nó có hai cách nói. À đây, học lớp 10 bây giờ nó có mấy bài kiểu như này, méo hết cả mặt, không phải xác suất mà nó sụng đếm APA trừ B. Đi học muộn nhưng không là cái gì? Nhưng hai cái này nó bằng nhau. Nhưng không sử dụng điện thoại trong giờ học thì nó chính là A trừ đi B. Đấy, sợ đang dậy buồn ngủ quá, giọng thầy cứ đều đều buồn ngủ quá, để thỉnh thoảng để nhắc đỡ ngủ gật. Thì cái con A trừ B mình phân tích ra thì nó chính là A giao B ngang, trong bộ logic suy luận có rồi, cần chứng minh thì nói lại dễ thôi. Thế nhưng mà A thì bằng A giao Omega, Omega thì bằng B ngang hợp với B, giống như kiểu phép nhân phân phối phép cộng ấy, giao phép toán giao phép toán hợp là phân phối nhau, phân tích cái này. Hai biến cố mà bằng nhau xác suất của chúng bằng nhau, nhưng mà vì hai thằng này nó xung khắc, không có chuyện B, B và B ngang là biến cố đối của nhau, tức là nó sẽ xung khắc, xung khắc thì biến cố con của nó sẽ xung khắc, lấy giao càng bé đi. Hai cái tập hợp mà đã rời nhau rồi thì nó giao nhau bằng rỗng rồi, thì tập con của nó vẫn giao nhau bằng rỗng. Nói thế nó dễ hiểu. Vậy con này với con này là không xuất hiện cùng một lúc, tức là xung khắc với nhau. B ngang và B là xung khắc với nhau, thì biến cố con của nó cũng sẽ xung khắc. Như vậy là con này với con này xung khắc với nhau, thì như vậy là xác suất của tổng sẽ bằng tổng xác suất. Đừng có gạch chân. Thế đến đây rồi, sau đó chúng ta chuyển vế sang, thì P của A B ngang sẽ bằng PA trừ đi PA giao B. Ui, công thức này khó nhớ quá, nhưng thực ra câu trả lời cực kỳ dễ nhớ. À, nhìn này, nhìn hình này, nhìn hình đấy nhá. Đây là gì đố biết? Đây chính là A trừ B. Đây là gì đố biết? Đây chính là A giao B. Nhìn thấy chưa? Thấy chưa? NA trừ B sẽ bằng N của cái to đùng này. Trừ đi N của A giao B, đúng không? Ô hay, cái này là môn logic suy luận. Trong môn này nó cũng gần giống như thế, cho nên ta tương vào đây cho nó nhanh. Chúng ta chia cả hai vế cho N omega thì nó ra luôn công thức này cho nó dễ. Ô hay, người đâu nói kiểu gì cũng không hiểu. Con này là cái gì? Con này chính ở đây, A trừ B ngang chính, A trừ B chính là A đây, bằng con này. Con này là con gì? Con này là con này. Con này là con dê. Con này là con trâu. Đấy, thế là xong. Có hai cách tiếp cận. Mình quên, mình cách chống quên. Phải có những cái câu hỏi phụ như thế thì lúc mình làm bài được. Tại sao giáo viên trong giờ bài tập và sao lại không hiểu? Với cái lý thuyết viết ngắn gọn thế thì ai mà người ta hiểu được? Phải bổ sung thêm một số ví dụ nữa. Cái bài toán vừa nãy là mình phải vừa đi đếm xong vừa tính công thức. Thì còn bài này là cho công thức sẵn rồi. Mà lại sau đó lại câu nâng cao lại hỏi. Đấy, như vậy nếu đề bài hỏi là chọn ngẫu nhiên một sinh viên, tính xác suất để sinh viên đó đi học muộn nhưng không sử dụng điện thoại. Đấy, rồi. Thế bây giờ em hoàn toàn tương tự, em có thể trả lời cho thầy giáo là câu tính xác suất để sinh viên đó sử dụng điện thoại trong giờ học nhưng không đi học muộn. Tính đi. Mình phải xoay ngược xoay xuôi các thứ thì nó các câu hỏi khác nhau thì mình làm nó mới tốt được. Tính xác suất để sinh viên đó đi học muộn nhưng không sử dụng điện thoại trong giờ học, rồi tính xác suất để sinh viên đó sử dụng điện thoại trong giờ học nhưng không hề đi học muộn. Thế cứ lật ngược lật xuôi. Thực ra là cái em vẽ sơ đồ này thì em viết công thức nó nhanh hơn, vẽ biểu đồ ven biết được công thức. Đấy, như vậy chúng ta bắt đầu gặp cái khó khăn, chúng ta không biết cái này nó là cái gì. A B ngang là cái gì? À, nhớ là hai con này bằng con này nhá, trong bộ logic học rồi. Thì B A ngang B là cái gì đố biết? Là cái gì? Là cái biến cố sinh viên này. A là cái gì nhỉ? Để bài gọi A là gì? A là sử dụng điện thoại gì? Đi học muộn đi. Như vậy như này cái biến cố này là gì? Không đi học muộn nhưng lại sử dụng điện thoại. Phải đấy kỹ đề bài mình gọi cái gì thì mình mới nói được.
Thế là mình phải phân tích được A, B là cái gì? A ngang B là cái gì? A, B ngang là cái gì? A cộng B là cái gì? Đấy, phải đọc ra bốn chú này mệt phết đấy. A, B là gì? A, B là không viết gì ở giữa, chính là va đấy. Đi học muộn mà sử dụng điện thoại trong giờ học. A ngang B là cái gì? A, B ngang là cái gì? A cộng B là cái gì? A cộng B là đi học muộn hoặc sử dụng điện thoại trong giờ học. Khi làm bài mình hết sức để ý, có bài thì người ta hỏi bằng chữ, có bài người ta hỏi bằng ký hiệu luôn. Thì mình không biết thì mình không làm được, không đọc được là mình không làm được nhá. Đấy, một đoạn rất đơn giản để chúng ta có được công thức như trên. Bây giờ tiếp này. Ồ, đọc một cái đoạn này thì bây giờ là đến xác suất có điều kiện. Xác suất có điều kiện xác suất của biến cố A tính khi biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất xảy ra A với điều kiện B, tức là PA trên B. Ở trong sách khoa cho một ví dụ đơn giản, chọn ngẫu nhiên N5 trong 4 năm tới. A là biến cố năm đó là năm nhuận, B là biến cố năm đó chia cho 4, thì đó PA thì bằng 1/4 vì 4 năm có 1 năm nhuận, nhưng mà PA trên B thì lại bằng 1. Tại sao PA trên B lại bằng 1? A trên B là cái quái, tức là B xảy ra rồi, B là biến cố N chia cho 4. Thế thì khi N chia cho 4 thì năm đó chắc chắn là năm nhuận, cho nên là PA trên B nó bằng 1 là như thế. Thế còn PA trên B ngang thì bằng 0, không chia cho 4 thì chắc chắn nó không phải là năm nhuận, vậy PA trên B sẽ bằng 0. Được chưa? Đây là một ví dụ mà dùng suy luận để tính luôn. Còn ví dụ dùng công thức thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây trong tài liệu nó có phân tích vào ví dụ tình huống, em để ý. Một ví dụ khác. Năm 2018 có 365 ngày. Chúng ta cho chấm để bài bạn giống như thế. Tính M trên F, P của M trên F. Rồi tìm mối liên hệ giữa nó và PF và PM trên F. Tức là nó làm cho các em tiếp cận bài giảng nó dễ hơn. Thì ở trên chúng ta đã giải ra là PF bằng 28 chia 365, PM là bằng 53 trên 365, rồi P của MF thì bằng 4 chia cho 365, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lập bảng tần số chéo như sau, vẫn giống như vừa nãy. Thì PM trên F là xác suất để đứa bé sinh ra vào thứ hai biết rằng nó sẽ sinh ra vào một ngày trong tháng 2. Sinh ra một ngày. Nhưng mà mặt khác thì cái tháng 2 này nó có 28 ngày. Mà trong đó có đúng 4 ngày là thứ hai, vừa nãy thầy trò mình em nhìn trên lịch rồi. Như vậy là chúng ta tính bằng phương pháp đếm thông thường đơn giản. Ta sẽ được là 4 chia cho 28. Đúng chưa? Nhưng mà bằng một cái thủ thuật, một cái tính chất chúng ta học từ hồi bé, một phân thức, nếu như chúng ta chia cả tử lẫn mẫu cho cùng một số thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Có tính chất này học từ hồi cấp 1, không nhớ lớp mấy. 4 chia cho 28 sẽ bằng 4 chia 365 chia cho 28 chia cho 365. Tức là chia cả tử lẫn mẫu cho cùng một số ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Hai con này bằng em. Thế nhưng mà cái trên tử này thì nó chính là PMF. Dưới mẫu chính là PF. Như vậy chúng ta có được công thức này. Công thức này là công thức xác suất có điều kiện. Công thức xác suất có điều kiện. Thì có một số bài thì sẽ dùng công thức xác suất có điều kiện để tính. Có một số bài thì dùng đếm, như trong bài này là đếm trước này, đếm trước này.
Công thức khó như thế này thì làm thế nào nhớ được? Câu trả lời siêu dễ như sau. Công thức thì nó cực kỳ dễ nhớ như sau. Chúng ta phải nhớ như. Bây giờ thì giáo dạy luôn cách nhớ như. Nếu mà ai mà không nhớ thì thôi nhớ. Trước hết là mình phải biết cách đọc đã. Đây là xác suất để cái gì xảy ra, biết rằng cái gì đã xảy ra rồi. Bạn nữ nằm ở đầu bàn thứ 6 đang ngủ gục. Em ơi dậy đi, về rồi. Ôi dồi, các bạn về hết sao vẫn ngủ kia, sao thế, ốm à? Học khó, học đâu mà khó. Hay là chủ nhật về thăm cái thầy cô giáo cũ, nhớ thầy cô nhiều quá, ôm khóc cuối cùng mệt quá không học được. Không à, gặp cái thầy cô giáo không cảm xúc gì đúng không? À em về đi làm á. À em phải đi làm á. Cuộc sống sinh viên mưu sinh vất vả. Phải đi kiếm thêm, vất vả bươn trải, cuối cùng không có thời gian học hành. Thì lại trượt, trượt thì lại lấy cái tiền kia nó đập vào. Tất nhiên điều kiện gia cảnh của mỗi người nó khác nhau, như thầy thời sinh viên, thầy nhà của thầy nó là đối tượng nghèo nhất huyện. Nghèo nhất huyện, hồi đấy mẹ thầy làm giáo viên nhưng mà ngày ngày xưa giáo viên nó nghèo, bây giờ vẫn nghèo. Nghèo nhất huyện luôn, nhưng vẫn cho cố cho gắn cho con đi học đại học. Học đại học. May hồi đấy mình có được học bổng 125%. Nghe kinh hoàng đúng không? Có nghĩa là top 5 người giỏi nhất khóa nhưng mới được học bổng như thế. Đùa. Nhưng mà mình đúng năm thứ 3 mình cũng đi dạy thêm. Học trường đại học sư phạm Hà Nội thì chả đi dạy thêm mà đi gì. Đi dạy thêm nhưng mà sau đó thấy điểm ba điểm thi nó có vẻ sút xuống là bỏ thôi không lại. Kiểu gì chả ảnh hưởng trừ khi người đấy học ngoại ngữ đi dạy thêm ngoại ngữ. Vẫn ảnh hưởng bởi vì không có thời gian làm việc khác, về phải soạn các thứ chúng ta đi. Bây giờ nó còn hiện đại như ngày xưa, mình phải soạn hết, làm gì có tài liệu đâu. Tài liệu không có, bây giờ tài liệu trên mạng đầy. Thế bây giờ công nghệ ai cũng có thể là giáo viên, tài liệu đầy, ngày xưa làm gì có. Nó quay trở lại cái này, cách nhớ siêu dễ thương như sau. Cái này chúng ta đọc là PA trên B. Trên B là chia cho B đúng không? Rồi vậy thì sẽ chia cho PB. Siêu dễ nhớ. Trên tử chỉ việc xóa cái dấu gạch đi là xong. Gạch biết cái gì mà gạch. Như vậy nó chính là PAB. Dễ thuộc chưa? Đọc rất dễ. Nhớ nhá, xác suất để A xảy ra, biết rằng B đã xảy ra rồi, con này xảy ra rồi. Xác suất để A xảy ra, biết rằng B đã xảy ra rồi. Đấy, thầy đang gọi bạn rồi lại quên mất không hỏi. Đấy em ơi, PB trên A bằng cái gì? Cái gì? ABBA. BA với AB như nhau. Giao của hai tập hợp của tôi có tính chất giao hoán. Học môn lưu giữ suy luận để làm gì? Viết B trước được, A trước được. Nó vẫn thế. Thế ở dưới mẫu là gì? Đúng rồi, cô này cô ngủ gật một lúc mà cô vẫn trả lời được bài. Nếu mà cô mà theo dõi từ đầu đến cuối chắc cô phải giỏi nhất lớp. Ôi tôi chết rồi. Mồm nói một đằng tay lại viết một nẻo. Sướng quá, đi thi chỉ cần lơ đễnh thế thôi là đứt. Rõ ràng mình giải ra đáp án A nhưng lại khoanh vào đáp án B. Thế đúng chưa? Có dễ thuộc không? Thuộc chưa? Ô hay. Thế mà vẫn không thuộc được thì thôi chịu. Em đến chịu. Xác suất để B xảy ra, biết là A đã xảy ra. Tất nhiên khi nó có mẫu số, biết điều kiện là mẫu nó phải khác không thôi.
Có nghĩa là p, cái này điều kiện là pa phải dương, tức là a phải là không phải là biến cố không thể, điều kiện đây là pb phải dương, xác suất nó luôn lớn bằng không, lớn bằng không, mà không bằng không thì nó sẽ lớn không thực sự, hoặc chưa, hoặc chưa, để trả lời câu hỏi đây. Rồi bây giờ làm tiếp cái câu vừa nãy nhé, cái bài vừa nãy nhé. Vừa nãy là có một số câu hỏi rồi, bây giờ là tính xác suất để sinh viên đó đi học muộn, biết rằng sinh viên này sử dụng điện thoại trong giờ học. Xin mời. Cái gì nhỉ? Vừa nói cái gì nhỉ? Tính xác suất để sinh viên này đi học muộn. Nếu mà thầy giáo nói nhầm lộn lại thì tí lại đổi câu nữa. Biết rằng sinh viên đó sử dụng điện thoại trong giờ học, hoặc ngược lại nhé, mình biết cái câu xuôi câu ngược để mình hỏi trong giờ học. Xin mời. Ui câu này khó thế, khi mà đề bài nói rằng là biết rằng, biết rằng là sự kiện đấy xảy ra rồi, tiếp thế nào đây? Ô, công thức là cái gì? Mình gọi là đi học muộn là A hay là B nhỉ? Em lộn nhầm một phát là nhầm công thức đó nhé. À, đi học muộn là A. À, như vậy là cái xác suất để sinh viên để đi học muộn biết là P của A trên B. Tính xác suất gì thì cái đấy nó nằm đằng trước. Biết rằng cái gì xảy ra nó nằm ở đằng sau. Ui, con này bằng quái gì nhỉ? Bằng cái gì? Ô, công thức vừa trên xong. PAB trên BB hay số bà là xong. Tính thì quái là nó lớn hơn một thì phải xem lại cái mặt mình. Bao nhiêu? Ô, cái trên là 0,4. Cái mẫu là 0,6, tức là 2 phần 3. 2 phần 3 là nhỏ hơn 1 rồi, ngon rồi. Nhỏ hơn 1 thì chưa chắc đúng, nhưng mà lớn 1 chắc chắn là sai. Ui, dễ thế. Thế bây giờ tính xác suất để sinh viên này sử dụng điện thoại trong giờ học, biết rằng họ đi học muộn. Thì họ làm nhiều vào thì trình độ nó mới lên được. Xong slide có cái gì học đúng như thế thì chỉ có đứt. Thế nào? Bạn ngồi bàn thứ ba vừa nói xong ngồi bên cạnh bạn nào ấy. Đấy. Không em là đứa nào? Trả lời đi. Nó hỏi, à quên, thầy hỏi là tính. Em trả lời thế nào? Trả lời không phải có viết cái gì, phải có cái câu mở đầu chứ. Giống như là ấy, đứng lên trước và kính thưa các cụ, công các bà, hôm nay được ngày lành tháng tốt, được sự cho phép của cơ quan chính quyền hai địa phương, rồi được sự đồng ý của hai gia đình, rồi chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Bây giờ phải nói cái gì? Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Bằng 4 phần 7. 4 phần 7 thôi để nguyên đi. Chia ra nó sẽ lẻ, nó xấp xỉ. Thế giờ một câu hỏi, một câu hỏi khác. Ô bên cạnh, tính xác suất để sinh viên này đi học muộn, biết rằng sinh viên đó không sử dụng điện thoại trong giờ học. Thế là mới đẻo chứ đấy. Xin mời.
Ui, làm thế nào ra thế? Trăng. Thầy giáo viết thế nào mà em viết gạch chéo như này? Thầy giáo viết thẳng đứng mà. Thẳng đứng, gạch thẳng đứng nhá, không phải gạch chéo đâu. Gạch chéo nó là hiệu của hai, gạch thẳng đứng chúng ta để ý ký hiệu, có thể do thầy giáo viết nó hơi xiên xiên tí, nhưng mà trong tài liệu là ghi thẳng đứng đấy, không phải chéo chéo này đâu. Không phải ghi này. Con này là cái quái nhỉ? Tính xác suất để sinh viên này đi học muộn, biết rằng sinh viên này không sử dụng điện thoại trong giờ học. Chúng ta thế này này, thế là khó. Như vậy ở trên này nó sẽ là P của AB ngang, đúng rồi, giỏi lắm, chia cho PB ngang, giỏi lắm. Con dưới mẫu thì không vấn đề gì, PB ngang thì gì ạ? 1 trừ đi PB, đúng rồi, giỏi lắm. Con trên tử. Trên tử thầy giờ vừa dạy công thức rồi đấy, chắc là không để ý thôi. Nó chính là P của A trừ đi PAB. Nếu quên thì lại vẽ hình ra. Bạn nào nhớ được là trí nhớ tốt đấy. Đấy, đây là bài mức độ 3. Khó rồi. Khó này, cứ ngủ gật thì kêu càng khó. Ở trên thầy đã nói rồi, PAB ngang thầy đã hướng dẫn cách tính rồi. Xây dựng chứng minh lại cả công thức cho. Và có một cả mẹo mẹo dùng trên hình ta vẽ ra. Các bài tập và phần này có ai dám nói là dễ đâu, kể cả sinh viên toán tin sư phạm học với bản đứt như chơi. Bởi vì sao? Bởi vì nó không biết cách học, và cả người giáo viên cũng có thể không biết cách dạy, không hiểu gì cả. Phải dạy mẹo, dạy ra xây dựng công thức như thế nào, đi từ nguồn gốc ra xuất xứ ra sao, dần dần quên thì lại tìm lại, thế là tự nhiên trình độ nó lên. Sau này các em môn này ra các em được thi được 9 được 10, cứ bảo là đệ tử chân truyền của thầy Nhâm Ngọc Tần, lúc đấy đi ra sư kiếm tiền đầy. Việc gì phải đi phục vụ mấy cái quán nước 10 12 chục một cái một giờ, đi dạy thêm một phát 200 300 nhỉ, nó lành rồi. Đấy là tự tính nhá. Đấy, xung quanh thì lấy ra bao nhiêu câu hỏi, đọc mỗi cái câu đi học muộn với lại sử dụng điện thoại bao nhiêu câu hỏi, thật là đau lòng. Sau đó, sau khi biết được công thức các số có điều kiện, các bạn nhân chéo lên thì các bạn sẽ ra được công thức nhân xác suất. Cho nên đấy là cái công thức nhân xác suất là nó liên hệ mật thiết với công thức xác suất có điều kiện đấy nhá. À, P của A trên B, gạch đứng nhá, đừng gạch chéo nhá. Bằng cái gì nào? Phải đã vừa dạy mẹo rồi. Bằng cái gì nào? PAB 50-50, PA hay PB? PA chứ nhỉ? Hình như là PA nhỉ? PB à? Tốt, nhân chéo lên hộ cái. Nhân chéo lên nhưng viết ngược lại. PAB sẽ bằng PB nhân với B đây này. Như vậy thì đây sẽ phải là A trên B. Được chưa? Thừa thắng xông lên, nếu như ta viết là PA thì sẽ là PB trên A. Đấy, một số bạn không để ý, không biết cách đâu. Có những cái câu không thể nói lại được. Nói lần thứ nhất nó rất là hay, nhưng nói lại lần thứ hai nó nhầm. Có dễ thuộc không? Thuộc chưa? Ô bên cạnh tiếp. À, xin lỗi. À, bạn nam bên cạnh tiếp. PXCEC bằng cái gì nào? Xin mời. Không, đừng viết cái một mình trước để cho nó dễ nhớ, nó như viết một theo một quy tắc dễ. Ví dụ là P của X thì nó sẽ nhân với gì? Y trên đấy, y trên đi. Đọc dứt khoát nhé, em đọc là y y trên x thì nó sẽ viết thế này ngay, không được nói lắp. Đọc lại. À, y trên x, rồi, cảm ơn. Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp tục cờ thắng xông lên, nếu thầy giáo viết là PI thì nó sẽ là gì? Có bài thì dùng công thức này, có bài dùng công thức này, cho nên các em phải viết
tập viết. B x trên y, đúng rồi, giỏi quá. Đấy, bắt buộc phải học thuộc công thức này, sau đó nó mở rộng ra công thức trong trường hợp ba biến cố. Mình phải học công thức này về sau mình làm được. Mở rộng ba biến cố hoặc là nhiều hơn nữa, chịu tượng lắm. Chụp xong đó phải chép, phải làm cơ, phải chép cơ nó mới nhớ được, không là nó quên ngay. Lại bảo là em chụp hình anh để em nhớ anh mãi, vài hôm sau lại chụp anh nữa, mệt lắm, chụp phải chép lại nó mới nhớ. Không phải tự nhiên ngày xưa giáo viên hay phạt học trò chép đi chép lại nhiều lần cho nó không thuộc công thức, sau khi chép đi chép lại nhiều lần nó thuộc. Thôi, bây giờ thầy cô giáo không còn một phương tiện gì cả, không còn thượng phương bảo kiếm nữa, dạy học sinh rất khó. Phạt không phạt, bắt đứng góc lớp không bắt được, bắt đứng góc lớp phụ huynh ý kiến có thể mất nghề. Giáo dục nó phải có sự nghiêm khắc, cái gì thì phải chấp nhận. Nhiều phụ huynh cứ xót cái con cái lọ cái chai, ai mà chả xót, nhưng mà muốn con lên người thì phải chấp nhận. Bây giờ nó mới tì toè, nó mới học lớp 11, 10, mới lớp 11, 12, toàn cho ngồi trong điều hòa, nó không ra ngoài, không giao tiếp gì cả. Sau này ra công trường làm thế nào? Có mấy người được làm nhân viên văn phòng ngồi trong nhà mát bát vàng đâu, đúng không? Đi làm công nhân thì làm thế nào, chịu làm sao được nhiệt? Cho lớp 10 mới 11 các phụ huynh cho các con ngồi điều hòa, chiều quá nó sinh hư, cho nó ra ngoài sân trường lao động, dọn dẹp cỏ cây để nó giao tiếp với nhau, ngồi cứ mặt cứ cắm cái điện thoại hỏng. Kể cả nó ra ngoài nó nhổ như cỏ, gọi là như kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhưng mà nó đã thay về vấn đề về tâm lý, tâm sinh lý, để cho các bạn nó ngồi giao tiếp với nhau. Sau này ra ngoài xã hội có phải anh sống một mình làm sao được, anh làm mình phải có cộng đồng, một mình làm sao làm được, ngồi bô cắm mặt vào cái điện thoại thế thì làm gì, đúng không? Nhiều trường bây giờ là khuôn viên của trường toàn để cho xe của giáo viên, thế là hỏng. Ngày xưa thầy làm đoàn một tuần nó bắt ít nhất 3 buổi cho tập thể dục giữa giờ, tập thể dục giữa giờ vừa mặt thể thao vừa mặt cả về tâm lý, không phải tự nhiên đứng ra hò hét các thứ, mình vất vả một chút nhưng sau hầu như học sinh cả trường nhớ thầy luôn, mặc dù ngày xưa nó cứ trốn thể dục chứ nhưng nó càng nhớ mình thật, nó rất nhớ. Thế còn lên trên đại học thôi không nói, đang quay trở lại chỗ này. Như vậy ở trên chúng ta đã học được cái kỹ thuật và viết được cái công thức nhân rất là tốt. Nó có nhiều cách, một là chúng ta có thể viết được từ công thức xác suất có điều kiện, hai là chúng ta có thể viết ngay được những quy tắc theo dạy, ví dụ viết PA trước thì đằng sau sẽ phải là P của B trên A, nếu ta viết PB trước thì đằng sau sẽ phải là P A trên B, đúng không ạ? Thế làm sao mà nhầm được, giáo viên dạy bài tập có lừa cài các bẫy hết đều mình biết hết rồi, không cài được, trừ khi mình cố tình chui vào. Có bạn nó bảo là thầy Tần hát hay lắm, em muốn nghe thầy mãi, em muốn học thêm 9 tuần nữa, ví dụ 10.1 tại một khu vực 90% phòng cho thuê có bình nóng lạnh, 40% có điều hòa, 35% có cả hai, chọn ngẫu nhiên một căn hộ có bình nóng lạnh, hỏi khả năng phòng đó có điều hòa là bao nhiêu. À, đây cũng là một phương pháp giải rất là hay. Cái phương pháp giải của bài này nó đặc biệt phát huy tác dụng trong trường hợp câu hỏi trắc nghiệm. Em đọc cái này cho cô hiểu.
học kỹ lại lần nữa xem có hiểu. Đọc này đâu hiểu gì không? Có một số bạn hiểu rất nhanh, thế là tốt. Bây giờ chúng ta chơi trò gọi là điền trên ô chữ để ta phân tích. Có bạn nhiều bạn nó nhìn lên nó hiểu thông tin ngay. Giả lô giả liếc học hành gì nhỉ? Đây nhá, bài này là một ví dụ cũng rất là hay. Ví dụ phân tích trên cái bảng. Tại một khu vực 90% phòng cho thuê có bình nóng lạnh và 40% có điều hòa. Như vậy ở đây thì thực ra là để bài có nói như này chúng ta chưa hình dung ra, tức là chúng ta sẽ có, chúng ta gọi N trong bài đấy, N là biến cố phòng có bình nóng lạnh, được chưa? Còn D là biến cố điều hòa, viết chữ DD. D là biến cố phòng cho thuê có điều hòa, được chưa? Như vậy nó có hai yếu tố, một cái phòng nó có hai yếu tố là có bình nóng lạnh hay không, có máy điều hòa hay không. Như vậy chúng ta sẽ sinh ra được cái bảng này, được gọi là bảng tâm, gọi là bảng bảng chéo. Bảng chéo, một cái là nóng lạnh có hay không, nóng lạnh có hay không, và một bên là điều hòa có hay không, được chưa? Thì nếu mà nóng lạnh có thì theo quy ước chúng ta gọi là N thôi. Thế không có là phần bù, nó chẳng là N ngang là gì nữa. Các em phải để ý cái tiến độ phân tích, không là về sau làm bài tập kiểu này không làm được đâu. Cái điều hòa vậy, có điều hòa thì ký hiệu là chữ D, không có điều hòa ký hiệu là chữ N, à chữ D ngang thì chết giả. Thế bây giờ đề bài bảo cái đề 90% phòng cho thuê có bình nóng lạnh, 90% nóng lạnh, tức là tổng số phòng ấy như này nhá, nóng lạnh ấy có thì có thể xảy ra là không có điều hòa hoặc có thể là có điều hòa, đúng không? Đúng nhờ, thì thực chất nó chính là tổng của cái dòng này, đúng không? Ok, một cái phòng có nóng lạnh thì có thể có điều hòa, có không có điều hòa. Đây là không có điều hòa, à đây là có điều hòa, đây là không có điều hòa, thì cộng lại chẳng bằng 90%, tức là 0,9 một gì đó. Xác suất là 0,9, còn tỷ lệ là 0, là 90%. Hiểu 0,9 ở đây chưa đã? Tiếp tục này. Nói về 40% quá điều hòa. Có điều hòa có thể xảy ra tình huống là không nóng lạnh hoặc là có nóng lạnh, đúng không? Thế thì nó là kết quả của cái cột nào? Cột đòn này, cột này đúng không?
Thế thì chỗ này đề bài bảo là 4% đúng không? Vậy là 0,4. Đến đây đã hiểu chưa? Tiếp tục này. Ôi dồi ôi, cái chỗ này là 0,9 thì chỗ này sẽ là bao nhiêu? Sao biết 0,1? 1 trừ đi, cái chỗ này là bao nhiêu? Đấy, các em phải tập săn trên đấy thì chúng ta mới biết được. Tổng lại 1 nhé. Tiếp này. Trời ơi sao mà khó vậy? Đề bài bảo là gì à? 35% có cả hai. Cả hai là thế nào? Cả hai là có điều hòa và có nóng lạnh. Có điều hòa và nóng lạnh. Và là cái con gà. Và chính là dao. Điều hòa gặp nóng lạnh lại. Ở đây là 35% tức là 0,35. Có nghĩa có thể viết 0% cũng được. Đến đây hiểu chưa? Rồi. Thế bây giờ tổng là 0,4. Chỗ này là 0,35. Vậy thì chỗ này bằng bao nhiêu? Sao lại 0,5 nhỉ? 0,05. Làm thế nào ra được thế ạ? Đúng rồi, lấy tổng trừ đi một cái thì sẽ ra số còn lại. Trong hai số biết một số và biết tổng của chúng thì có tính số còn lại bằng cách nào? Lấy tổng trừ đi số kia đúng không? Rồi, chế độ tiếp tục. Con này là 0,9, con này là 0,35 thì con này bằng bao nhiêu? 0,55. Bây giờ thì đã hiểu tất cả con số ở trên ở đâu đẻ ra rồi chứ. Nhìn thấy các em cứ tưởng hiểu nhưng mà không hiểu, mà phải viết từ từ thì chúng ta mới hiểu được tiến độ. Gọi là săn tìm tiên hình. Thế sau đó giải giống như trong tài liệu. Đấy là chiêu thứ nhất. Phân tích trên cái sơ đồ này cũng hay, phân tích trên cái bảng này rất là hay. Và chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai là chiêu gì? Chiêu thứ hai là chiêu. Chiêu thứ hai là gì? Để bài báo gì đây? Chọn ngẫu nhiên một căn hộ không có bình nóng lạnh. Hỏi khả năng nó có điều hòa là bao nhiêu? Có điều hòa tức là xác suất để có điều hòa tức là đà. Nhưng mà không có nóng lạnh là n ngang đúng không, đúng không? Cách thứ nhất là làm giống trong tài liệu nhá, thầy nó nói xong rồi, thầy đã giải thích ra cách săn tìm trên cái sơ đồ này, chốc nó tối về phải tìm làm lại, làm lại. Thầy nói thật, có thể thầy giáo nói thì rất dễ hiểu bởi vì giọng thầy nó rất là hay, rất dễ nghe nhưng về nhà tự làm lại chưa chắc đã làm được, chuẩn về phải tự làm lại. Tiếp tiếp tục, cách thứ hai là chúng ta dùng công thức. Con này bằng cái gì? Ô, mình vừa dạy công thức gì giờ mình lại quên rồi nhỉ? P của DN ngang chia cho PN ngang, PN ngang thì bằng 1 trừ PN, đúng không? Đúng rồi, thế con ở trên. Ủa sao thuộc giỏi thế? PD đúng rồi, PD trừ đi gì? PDN đúng không? Bạn nào không thuộc thì phải tập vẽ cái sơ đồ ra như giống như ông vừa vẽ vẽ biểu đồ ven ấy. Ông bạn này học giỏi thế nhỉ? Đâu ấy? Người đâu ấy? Em quê đâu? Không có quê ấy. Người đâu không có quê? Đấy, mình thay vào thế đúng chưa? Hay số phát ra. Mỗi cái nó có hay riêng của nó. Sơ đồ kia cũng hay, à cái biểu đồ, à, cái bảng đồ, bảng chéo kia cũng rất hay. Ôi, mình tính thử cái này cho nó bằng thế không? Tính thử thế xem nó có bằng như trên không? PD, PD là bằng 0,4. PDN là bằng 0,35. 0,4 trừ 0,35 là 0,05. Chia cho dưới mẫu. 1 trừ đi PN là 0,1. 0,05 trên 0,1 là bằng 0,5. Ủa, xong rồi. Sao lại hay thế nhỉ? Dạ, con cô. Hoa của cụ nhưng con các cụ có làm sao không? Thầy thỉnh thoảng hồi trước thỉnh thoảng cũng hoa, kiểu một ngày mà dạy 8 8 tiết là cũng hoa mới là lạ. Nếu mà cái giờ học mà cả thầy cả trò cùng tham gia vào làm thì nó còn nhẹ nhàng. Giờ nào mà giáo viên cứ tăng 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 lý thuyết thì cũng hoa mới là lạ. Thế các em không làm gì mà cũng hoa thì phải xem lại. Thế được chưa nào?
hai cách giải nhé, hai cách để dễ hiểu đúng không? Một cách là săn trên cái biểu đồ, xem trên cái sơ đồ, mình cũng phải biết cách. Sau này nhớ giáo viên trong giờ bài tập người ta kiểm tra, người ta cho cái bảng như sau đây, hoàn thiện nốt bảng, không biết được đồ nào, không biết làm thế nào, chết giả. Đây là bảng 2 nhân 2 nó dễ thôi, 2 nhân 3 bắt đầu khó lên, 2 nhân 2 là dễ. Ô, ví dụ này hay thế, xong bây giờ mình mới để ý. Đấy là cái giải thứ nhất, cái giải thứ hai nó chữa thêm rất ngon lành. Ai không ghi thôi, tiếp tục. Tiếp theo là khái niệm về hai biến cố độc lập. Cho hai biến cố A và B, hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu như việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A không làm ảnh hưởng đến biến cố B và ngược lại. Như vậy là chúng ta sẽ có xác suất để B trên A nó cũng bằng PB, rồi PA trên B cũng bằng PA. Nói cách khác, xác suất của một tích bằng tích xác suất. Khi làm bài thi nó rất hay bị nhầm cái chuyện này. Nếu mà xung khắc ấy, thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Nhưng mà độc lập thì xác suất của tích tích xác suất. Chúng ta hay nhầm giữa hai cái này. Xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Nhưng mà độc lập thì xác suất của một tích bằng tích xác suất. Trở lại cái ví dụ ở trong bài vừa nãy, thì đề bài hỏi là hai cái biến cố này nó có độc lập với nhau hay không, thì chúng ta tính được là PD chia cho N ngang thì là bằng 0,5, nó khác 0,4, cho nên hai biến cố trên không độc lập nhau. Vẫn trong các ví dụ trên, cho các biến cố D và N có độc lập với nhau không, N với D ngang có độc lập không, thử đưa ra phỏng đoán N ngang trên D và D ngang. Thì nếu như mà D và N nó không độc lập với nhau thì những cái cặp còn lại cũng không độc lập. Không độc lập. Những cặp còn lại cũng không độc lập. Quay trở lại cái chỗ ví dụ về nghịch lý ngày sinh nhật. Giả sử một lớp học có ở TLU có 70 sinh viên, lớp mình cũng trên dưới 70 đây. Tính xác suất để lớp học có ít nhất hai sinh viên cùng dự sinh nhật. À quên, có cùng sinh nhật. Thế ta gọi A là biến cố trong 70 sinh viên có ít nhất hai người cùng sinh nhật. Thì khi đó thì PA sẽ bằng 1 trừ PA ngang. Số khả năng có thể là A omega, omega là bằng 375 mũ 70. Tại sao lại là 375 mũ 70? Ở đây ta chỉ tính 5 năm là 365 thôi. Tại vì người thứ nhất có thể sinh một trong 365 ngày đấy. Người thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba cũng vậy, vân vân. À, số khả năng 70 người có sinh nhật khác nhau là anh thứ nhất là có 375 ngày, 365 ngày, anh thứ hai nó phải khác ngày anh thứ nhất. Anh thứ ba phải khác ngày thứ hai nhất và thứ hai vân vân, thì nó bằng tính như công thức như trên bảng. Cái con này thì nó chính là đánh máy là nhầm rồi nhá, phải có dấu là thầy đánh máy. Đâu ấy. Thêm chữ này nữa. Cái này phải thêm hai cái gạch hai đầu đó. Sau đó chúng ta thay vào công thức xác suất thì chúng ta thấy nó gần như là xấp xỉu một. Thế cho nên nó mới nói như vậy. Chờ tí xíu. Đây này, nó gần như xấp xỉ một. Một nghìn lớp có 70 sinh viên thì 999. Đã sửa xong. Đấy.
PA bằng 1 trừ PA ngang là bằng 0,9999. Nói cách khác, trong 1.000 lớp 70 sinh viên thì có tới 999 lớp có ít nhất hai sinh viên có cùng sinh nhật, có cùng ngày sinh thôi chứ không phải ngày sinh tháng sinh đâu. Đây là cùng ngày sinh. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ nữa. Làm thì không đủ, trong này lý thuyết không đủ, đến lúc làm bài kiểm tra là không làm được. Về trường hợp hai biến cố độc lập nhé, nghe kỹ lúc giờ làm bài kiểm tra và không làm được. Bây giờ mình mới phát hiện tại sao mà sinh viên làm bài tập mà nghỉ một hai buổi bài tập không làm được bài, là vì căn tội là lý thuyết cũng thiếu rất nhiều dạng. Đáp bài thì đơn giản thôi, hai xạ thủ cùng bắn vào một bia, hai xạ thủ độc lập bắn vào một bia, hai xạ thủ độc lập bắn vào một bia, xác suất bắn trúng của người thứ nhất, người thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,8. Chắc phải đánh máy cho nó đẹp. Chờ tí. Hai xạ thủ độc lập bắn vào một bia, xác suất bắn trúng của xạ thủ thứ nhất xạ thủ thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,8. Tính xác suất để câu thứ nhất cả hai xạ thủ đều bắn trúng, cả hai xạ thủ đều bắn trượt, có đúng một người bắn trúng có ít nhất một người bắn trúng rồi, làm đi. Đấy, câu hỏi trước mặt chúng ta làm đi. Chú ý trình bày như thầy giáo trình bày, không có lúc đi thi lại bị điểm. Nếu mà thi tự luận trình bày không cẩn thận nguy hiểm. Trắc nghiệm thì không nói cái gì, trắc nghiệm là chỉ cần đáp số cuối cùng thôi. Nhưng mà giáo viên người ta có thể kiểm tra ngẫu nhiên đấy, ta kiểm tra lại xem anh có hiểu bài không, kiểm tra anh không trả lời bài anh cho về điểm không hay cho về điểm ba ngay. Anh không hiểu làm bài mà không hiểu gì. Thế như vậy ở đây thì là có hai người độc lập bắn vào một bia, cho nên khi chúng ta giải chúng ta sẽ gọi A, B lần lượt là biến cố xạ thủ thứ nhất phải xạ thủ thứ hai bắn trúng bia.
gọi AB là biến cố xạ thủ thứ nhất, phải xạ thủ thứ hai bắn trúng bia. Thì đó chúng ta có cái sự kiện để ra đố biết. Đề bài bảo chúng ta là xác suất để người thứ nhất bắn trúng là 0,9, người thứ hai là 0,4, à quên, 0,8. Cho nên là khi đó theo giả thiết thì là PA sẽ bằng 0,9 và PB sẽ là bằng 0,8. Câu này mà không hiểu nữa thì thôi không đi thi đâu. Thì cái câu đầu tiên đề bài bảo là tính xác suất để có cả hai xạ thủ được bắn trúng. Cuối cùng thì cả tôi và em đều đúng cả, cứ đi cãi nhau vơ va vơ vẩn. Cả đây chính là gì? Cả đây chính là và. Mà và viết vào chính là giao. Cho nên câu đầu tiên ấy, cả hai xạ thủ đều bắn trúng chính là AB. Vậy xác suất để cả hai đều bắn trúng chính là PAB. Nhưng vì đề bài cho chúng ta là hai xạ thủ độc lập bắn vào kia, cho nên là xác suất của mặt tích sẽ bằng tích các xác suất. Trời ơi sao dễ vậy. PAB bằng PA nhân PB, hay số vào là xong. Nhớ nhá, gắn liền từ độc lập mới được làm câu này nhá. Kiểu này nhá. 0,9 nhân 0,8 bằng bao nhiêu nhờ? 0,72, rồi giỏi lắm. Hết câu thứ nhất trong một nốt nhạc. Tiếp tục thừa thắng sâu lên. Xác suất để cả hai đều bắn trượt. Tính đi. Tính nào. Thầy dạy các em chỉ cần để ý mà các em học qua môn này đẹp. Còn không để ý thì chịu. Cả hai đều bắn trượt. Tính là PA ngang nhân B ngang, không được tiện tay tiện chân kéo này mà phát là đứt luôn. Đâu rồi? Vấn nơi đâu rồi? À đây. Xác suất để cả hai đều bắn trượt, cả hai đều bắn trượt là P của A ngang B ngang, tiện tay kéo như này là thôi, như này là ăn không điểm luôn, như này là phủ định của cả hai đều bắn trúng. Như vậy nó có thể xảy ra trường hợp là một bắn trúng một bắn trượt, viết này phát ăn không điểm ngay, ngắt nó ra. Đấy là tại sao trong bài thì nó đánh thì nó phải chấm một phát vào giữa để nó sợ cái máy nó viết sát nhau là nó coi như là hai thằng nó chạm vào nhau luôn. Thế như vậy nó bằng cái gì? Tính tiếp đi. Sao lại bằng 0,2 nhỉ? Một trừ PA nhân một trừ PB. Một trừ 0,9 là bằng 0,1. 1 trừ 0,8 nó còn 0,2. 0,1 nhân 0,2 mà có đằng nó có thằng nó ghi là 0,2. 0,1 nhân 0,2 nhân bình thường xong lùi số phẩy bằng giống hệt như thế. 0,02 đúng chưa? Tiếp tục, xác suất để có đúng một người bắn trúng. Lại đây. Có đúng một người bắn trúng là thế nào? Có đúng một người bắn trúng thì có thể là người thứ nhất bắn trúng, người thứ hai bắn trượt.
hoặc người thứ nhất bắn trượt, người thứ nhất, người thứ hai bắn trúng. Đấy, viết nó ra thì mới giải được. Toán là nó cũng không dễ, nhưng mình chịu khó nghe giảng vào, mình sẽ để ý, chịu khó phân tích cùng thầy, nó là sẽ làm ngon lành. Trời ơi sao khó vậy, khó này thôi học nữa, về nhà lấy chồng. Đấy, chịu khó học một tí nữa là xong, có gì đâu. Xác suất là một người bắn trúng, chịu tượng quá. Ta hiểu có đúng một người bắn trúng có nghĩa là có một người bắn sượt đã. A trượt thì B trúng. Mà A trúng thì B trượt. Không phẩy một nhân không phẩy tám, bao nhiêu? Không phẩy một nhân không phẩy tám là 0,08 cộng với lại 0,08, 0,08 cộng với 0,18 bằng 0,26. Ông giỏi thế, bấm máy à? Nốt câu cuối cùng, xác suất để có ít nhất một người bắn trúng. Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng thì có hai người làm như thế này. Ít nhất một người bắn trúng thì nó xảy ra kịch bản này. Có hai cách giải. Cách thứ nhất người ta phân tích cho rằng để bài hỏi là có ít nhất một người bắn trúng thì có thể xảy ra là một bắn trúng một bắn trượt. Một trúng một trượt. Hoặc là cả hai đều trúng. Tôi phân tích thế làm gì tôi? Như vậy là nó sẽ bằng P của A ngang B cộng PAB ngang cộng PAB, tự tính tiếp. PA ngang nhân PB cộng PA nhân PB ngang cộng PA nhân PB, tự thay số nhá. Chẳng gì nữa, bảo có ít nhất người bắn trúng thì xảy ra tình huống là một bắn trúng một trượt hoặc là trúng cả hai. Viết cỡ chữ bằng nhau sao cô viết chữ P to đùng ấy kìa. Không cãi. Thế được chưa? Đây là cách làm thứ nhất. Cách thứ hai để bài bảo là ít nhất một người bắn trúng thì tôi sẽ dùng cái phần bù của ít nhất một người bắn trúng là không ai bắn trúng cả. Cô hay. Phần bù của một ít nhất một người bắn trúng là không ai bắn trúng cả. Ít nhất một người bắn trúng tức là lớn bằng một mà. Bây giờ ngược lại của lớn bằng một là nhỏ hơn một. Nhỏ hơn một tức là không ai bắn trúng cả. Không ai bắn trúng cả là cả hai bắn trượt. À, đúng không? Nếu như chúng ta gọi C là biến cố có ít nhất một người bắn trúng thì C ngang sẽ là biến cố không ai bắn trúng cả, tức là A trượt B cũng trượt nốt. Đó, như vậy là PC sẽ bằng 1 trừ đi PC ngang, tức là 1 trừ đi P của A ngang B ngang. Đừng có tiện tay kéo sượt phát nhá, kéo nói rồi đấy, kéo sượt một phát là giáo viên gạch thẳng tay đấy. Ô thế bạn nào tính nhanh ở trên đáp số bao nhiêu ạ? 0,98. Ủa thì chết rồi, con này nó lại bằng 1 trừ đi. Hình như con này vừa tính rồi hay sao ấy? 0,02. Ô thế con này bằng con kia. Tất nhiên là phải bằng rồi. Mình phải tiếp cận với các cách giải khác nhau, giáo viên dạy kiểu gì ta cũng chiều hết. Thắc mắc gì không? Nó phải bổ sung những ví dụ này vào thì nó mới lấp đầy được. Thi nó mới vững tâm.
học một số bài trong tài liệu đấy chưa có đủ. Sao lại không thắc mắc gì nhỉ? À, thắc mắc là hết giờ thì chưa hết, hết đời á, hết đời á mà cũng vẫn. Ồ thôi, hết giờ thật.